Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Tito Cây Cảnh mọi người. Hôm nay chủ nhật rồi, ngày cuối tuần. Kính chúc mọi người nhiều sức khỏe, có những giây phút thư giãn cái mắt mọi người thân mọi người. Hôm nay thì cũng chủ nhật nhưng mà không có thời gian rảnh nhiều, quay vội một cái video để duy trì tương tác cho kênh. Như sẵn khoe cái cây mai của trong cái clip mà hôm em làm, mà cái con nó em để ráo mà cái con ngặt hơn em mới trồng xuống khoe mọi người thôi. Đây dọn dẹp mà một số cây nay thì cắt rồi làm cỏ này kia, chứ không quay video cụ thể nào, không có cái chương trình quay video cụ thể nào, cho nên chỉ quay khoe mọi người cái cây vừa trồng xuống thôi mọi người. Chỉ một số cây làm hôm nay mà không quay clip, số cây làm cho anh bạn không quay clip đây. Cũng có số cành to mà vô kẽm này cũng giống như cái bài mà cái video hôm em trình bày đó, là cành to thì nó sẽ bỏ co không đẹp người, nên những cái cây này đây, một là gãy hay là co không đẹp người, nên những cái cành này hôm bữa nay co to quá vẻ bị gãy làm lại người. Những con này thì làm được rồi đó, những con này thì co nó cũng không có vô được nhiều đó. Cái cành này coi cái này nó già quá, anh coi cỡ này chứ không có dám coi vô nhiều, nhưng so với cây này hơi lớn lớn thì cũng vừa cũng được này. Giống như cây này đây, cây này thì cành lúc trước làm vừa, thành ra cái coi cỡ này vừa so với cái thân của nó đây. Cành rơi này nuôi cũng 2 năm mới được vậy nè mọi người, mới cắt tỉa cho nó vươn lên đằng nó sống nè mọi người. Có thấy cây linh sam, cây sam tàn thiên nhiên cũng ok mà, bốn mấy quanh cũng to dữ mọi người đó. Mới tút tút lại để tết chơi mọi người. Mấy cây này khoe mọi người là hôm làm nay là mấy ngày rồi, nên nó cũng đang bung mầm ở đây, nó đang bung mầm đây. Mà chủ yếu là khoe cái gốc này đây, cho mọi người xem lại gốc này em đã làm được cái con cũng ngặt hơn bữa hổm mọi người đó, mọi người thấy đang còn ngặt hơn bữa hổm. Mấy cây mà em mới đăng video cách đây mấy ngày mọi người nữa, mấy cành này thì bình thường nhưng hôm nay là bung mầm đỉnh co bung mầm nữa. Mình thấy như em trình bày thường thường làm ở đỉnh co này thì nó sẽ bung những cái mầm ra mọi người, bung những cái mầm ra rồi để nó làm cho cái cành mình lớn rồi đó, mình hướng dương là cành mình lớn này nó như mấy cái mầm nhỏ này mốt nó sẽ là cái cành vượt. Mình thấy mới uống mấy khoảng gần tuần 4-5 ngày chứ mà trồng xuống nó bắt đầu bung mầm ngay những đỉnh co rồi, đỉnh co bắt đầu bung mầm hết đây đó, đỉnh co bung mầm muốn nó lớn lên nó mới giúp cho cành mình lớn rồi đó. Những cành vượt này, những ngọn này nó bung mầm như thế đó, đỉnh co bung mầm. Bữa nay nhìn tổng thể cái này xuống đất rồi, xuống đất cũng màu lớn này. Cho cái bầu trà bá lửa đây, trồng thì đất sét đất rồi chất rộng là đất đây, bụi dừa trấu với cát này, thứ 1/3 mọi người đó. Hôm nay đã thế này đó. Vài bữa nữa thì quay cái clip chỉnh tàn cái linh sam đó mới quay mọi người xem mọi người. Hôm nay quay khoe cái cây này vậy thôi, đi làm mọi người thấy đứng xa xa nhìn nu nên cũng thích mọi người, đứng xa nhìn nu rất là thích luôn đó. Hôm nay thì đây mọi người thấy nó đang đã bung mầm rồi đó. Cái co em làm nó ngặt hơn coi bò chút xíu, được chút xíu thôi chứ không có đến nào không có được như cọng kẽm em quay. Hôm bữa nay trình bày khoe cái cây đã được trồng chút xíu thôi rồi đi làm rồi. Rồi chúc mọi người ngày cuối tuần sức khỏe và luôn ủng hộ kênh của em ạ. Kính chào, hẹn gặp lại video sau. Hôm nay làm ngắn ngắn thôi mọi người.